Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình trốn thoát khỏi tên sát nhân. Rất mong các bạn xem video, hãy nhấn nút đăng ký kênh và like cho video để ủng hộ cho kênh của mình. Rồi bây giờ là vô chọn tên rồi. Xem Phi Tiêu sẽ phóng trúng tên nào đây. Ồ, Phi Tiêu đã phóng trúng một cái tên nào đó. Và chọn cái tên của người đó thành một kẻ sát nhân. Đây là kẻ giết người, chúng ta phải chạy thoát thôi. Rồi, kiếm chỗ trốn thôi. Chúng ta phải trốn cho tới khi nào mà nó cái thời gian nó mở cái cánh cổng chúng ta trốn thoát. Nào mọi người trốn thôi, trốn thôi. Kẻ sát nhân đang ở đây, kẻ sát nhân đã xuất hiện rồi. Wow, ở đây có rất nhiều cái tủ để mình trốn nè. Wow, đây có cái lỗ chó mình chui qua nữa. Thôi mình sẽ không chui lỗ chó đâu. Ồ, mà hình hiệu màu đỏ là kẻ sát nhân đang ở gần ở đây. Có lẽ là nó ở trên tầng trên. Ồ, có một người đã bị đánh rồi. Wow, hai người. Ồ, hình như là họ đã được cứu rồi á. Ồ, kẻ sát nhân đang chạy xuống đây thì phải. Chạy thôi. Ồ, ngoài đây có tài lẽ là mình đã chạy xa kẻ sát nhân rồi nè. Ồ, lại có một người bị đánh nữa kìa. Ông chạy lại đó cứu thôi. Ồ, bị cứu rồi, được cứu rồi. À, đây có một người đang trốn thoát giống như mình nè. Wow, đây có đèn sáng quá. Hình như trong căn phòng này mình đang chạy vòng vòng thì phải. Ồ, ở đây có một người nữa nè. Một người đang bị đánh ngã rồi. Ông chạy lại cứu thôi. Cẩn thận coi chừng kẻ sát nhân đánh gần đây. Ồ, hình như không có kẻ sát nhân, cứu thôi, cứu thôi. Ồ, được rồi, cứu rồi, hay quá. Được 5 xu luôn. Ở đây còn một người nữa. Ồ, hình như không có kẻ sát nhân đây. Ồ, cứu được rồi, hay quá. Ồ, kẻ sát nhân, trốn thôi, chui vào tủ trốn thôi. Trốn cái tủ bên kia đi ông ơi. Ừ, đúng rồi, trốn đi. Ồ, chờ kẻ sát nhân, ồ, cái tên cái người đó cho chạy rồi. Mình đợi thêm một chút nữa cho kẻ sát nhân đi khỏi, mình sẽ ra ngoài. Ôi, trốn trong tủ này có vẻ là an toàn hơn rất nhiều. Ôi, cái người kia còn chạy lung tung quá hoài. Ôi trời, chứ trốn lòi cái tay ra nữa, chui vô lại. Sao rồi, mọi chuyện có vẻ như là rất là yên bình đây. Hồi chui qua cái lỗ chó thôi. Wow, trong này có một căn phòng nữa. Căn phòng này rất là an toàn đây. Có một cái giường nằm trong này nữa. Ồ, lại có một người bị đánh ngã xuống rồi. Ồ, kẻ sát nhân đang ở gần đây. Ồ, ở đây có rất nhiều người luôn. À, có một người mà đã bị đai rồi, một người đã bị chết rồi. Khi mà chúng ta bị con kẻ sát nhân đánh 3 lần là chúng ta sẽ chết. Hiện tại là đang còn 2 phút nữa. Mình sẽ cố gắng đi trốn cho tới khi nào 1 phút cuối cùng là nó sẽ mở cho chúng ta cánh cửa để chúng ta thoát ra ngoài. Ồ, tầng trên này có gì lẽ như là kẻ sát nhân không đi lên tới trên này. Ồ, cái màu đỏ. Chạy qua đây thôi. Ôi, khúc này màu đỏ quá. Đang đứng gần kẻ sát nhân. Vào tủ trốn thôi, còn vài giây nữa thôi. Cố gắng mình trốn còn vài giây nữa. Lối ra sẽ mở trong 10 giây nữa. Cố lên. Không biết lối ra sẽ mở ở chỗ nào đây. Đây, mở rồi. Đâu rồi, cánh cửa đâu rồi? À, cánh cửa ở gần đây. Wow, có rất nhiều người trốn thoát rồi. Wow, đây rồi, cánh cửa đây rồi. Cánh cửa đang ở gần mình luôn. Hay quá, như vậy mình đã trốn thoát được rồi.
trong cái trò chơi lần này thì có lẽ là số người trốn thoát rất là nhiều. Đây cái gì đây, căn phòng này rất là sáng luôn nhưng mà vô không được, đây là nhà của người khác. Ồ, một người vẫn còn sống. Đây rồi, trò chơi đã kết thúc rồi. Như vậy là mình đã chiến thắng trong cái trò chơi lần này. Mình đã thoát được cái tên kẻ sát nhân. Video của mình xin tạm dừng ở đây. Rất mong các bạn xem hãy ủng hộ cho kênh của mình bằng cách đăng ký kênh và like cho video. Xin chào và hẹn gặp lại.